Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Quảng Ngãi gấp rút tiêm vaccine COVID-19 cho đối tượng ưu tiên. Tiêu thụ điện mùa hè dự kiến tăng 15%. Cần sớm khắc phục sụt lún ở thị trấn Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Đà Nẵng xử lý nghiêm các hành vi nhập cảnh trái phép. Kính thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lào Cai cho biết, trong số 94 trường hợp F1 với bệnh nhân 2998 đã lấy mẫu 63 trường hợp và tất cả đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai cũng truy vết được 236 F2 liên quan đến bệnh nhân 2998, lấy 39 mẫu, tất cả 39 mẫu này đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Trước đó, ngay khi có thông báo về trường hợp bệnh nhân 2998 đi du lịch tại thị xã Sapa từ ngày 30 tháng 4 đến mùng 2 tháng 5, Sở Y tế tỉnh Lào Cai, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã phối hợp với thị xã Sapa nhanh chóng xác minh các địa điểm bệnh nhân từng đi qua, đồng thời tiến hành truy vết các trường hợp liên quan đến ca bệnh này. Đến ngày 6 tháng 5, đã xác định được 13 địa điểm bệnh nhân từng ở, đi du lịch, ăn uống tại thị xã Sapa. Khách sạn Paus, nơi bệnh nhân và nhóm bạn đến lưu lại trong thời gian ở Sapa cũng đã được phong tỏa tạm thời và làm khu cách ly cho những người ở khách sạn đã từng tiếp xúc với bệnh nhân. Trước tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp trở lại, tỉnh Quảng Ngãi đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho các trường hợp ưu tiên, nỗ lực hoàn thành trước ngày 15 tháng 5 theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Toàn tỉnh Quảng Ngãi có 175 điểm tiêm vaccine COVID-19. Vaccine đã được phân bổ về cho các điểm tiêm và được bảo quản theo đúng quy trình. Đến thời điểm này đã có gần 1.500 trường hợp được tiêm, chưa ghi nhận trường hợp phản ứng nặng với vaccine. Ngành Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết những đối tượng còn lại và những đối tượng được chốt nhưng chưa tiêm là do tạm hoãn tiêm hoặc chống chỉ định. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đã cung ứng vaccine cho các điểm tiêm chủng và tiến hành triển khai hoạt động với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ, tuyệt đối không bỏ lãng phí vaccine. Công an thành phố Đà Nẵng cũng đang tích cực phối hợp với các lực lượng để rà soát xử lý nghiêm các hành vi nhập cảnh trái phép, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh trong thời điểm ngày bầu cử đã đến gần. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, quản lý dưới cơ sở được các địa phương của thành phố Đà Nẵng đặc biệt lưu ý. Rút kinh nghiệm từ đợt dịch trước, lực lượng công an phường chủ động nắm địa bàn, nắm bắt di biến động dân cư, phát hiện các trường hợp xuất hiện khả nghi, kịp thời xử lý tránh dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Những người di cư về thì lực lượng cảnh sát khu vực chúng tôi là qua nắm tình hình thì biết được những một số ví dụ như là những người ở vùng dịch về hay những người ở địa phương khác về nhưng mà có biến lạ hoặc là người lạ trong khu dân cư ở địa bàn khác thì chúng tôi báo cáo nhanh với là lãnh đạo văn phường để phối hợp với y tế phường để qua có thể là xuống kiểm tra thông tin. Và từ đó là nếu mà những người đúng vùng dịch về là mời đi cách ly đúng theo quy định. Số đối tượng mà từ nước ngoài về thì công an phường đã lập các chốt cách ly tại những khách sạn để qua đó quản lý và nắm được cái số người nhập cảnh về Việt Nam. Tiếp tục là nắm tình hình về số người mà người nước ngoài nhập cảnh trái phép về lưu trú tại khách sạn. Qua đó phối hợp với các ban ngành đoàn thể, các chi bộ dưới khu dân cư để nắm, phát hiện và nếu phát hiện thì sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Thời gian vừa qua, Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện và xử lý nghiêm nhiều vụ nhập cảnh trái phép liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn. Tính từ đầu năm 2020, chính quyền thành phố đã xử lý 11 vụ, đến đầu năm 2021 là 6 vụ. Công an Đà Nẵng cũng đã phát hiện và xử lý triệt để hai cái đường dây đưa nhập cảnh từ biên giới cho đến Đà Nẵng. Và Đà Nẵng cũng là địa bàn trung gian thôi nhé. Và trên đường sẽ vận chuyển vào phía Nam và đi qua Campuchia. Thì chúng ta đã đón lõm chúng tôi bắt được. Và xử lý triệt để, đây cũng là công an thành phố của được Bộ Công an đánh giá rất cao. Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đang điều tra đường dây có dấu hiệu lợi dụng việc nhập cảnh gắn mác chuyên gia và lợi dụng các chính sách giải cứu nhân đạo của chính phủ để tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép nhằm trục lợi bất chính. Đối với những cơ sở lưu trú cho phép người nhập cảnh lưu trú có thể bị rút giấy phép hoạt động, xử phạt hành chính hoặc thậm chí áp dụng các biện pháp hình sự. Tổng công ty Điện lực Hà Nội thông tin, trong năm 2021, tại thủ đô sẽ có nhiều đợt nắng nóng, kéo theo nhu cầu sử dụng điện để làm mát sẽ tăng hơn những năm trước.
Dự kiến phụ tải trung bình tăng từ 7 đến 9%, còn với những ngày nắng nóng cực đoan, phụ tải dự báo tăng 12 đến 15% với công suất cực đại khoảng 5.033 MW. Để đảm bảo cấp điện ổn định trước nhu cầu sử dụng điện có chiều hướng tăng cao trong dịp hè 2021, EVN Hà Nội đã lập kịch bản giải pháp cấp điện cho người dân và doanh nghiệp như tăng cường công suất cho cung ứng điện với việc nhanh chóng hoàn thành xây dựng các trạm biến áp, đường dây cấp điện cho các khu vực trên địa bàn, đồng thời phân công hàng nghìn ca trực đảm bảo điện, kiểm tra vận hành của các trạm biến áp, kịp thời xử lý các sự cố về điện trên địa bàn thủ đô. Mặc dù điện lưới quốc gia đã đến 100% các xã của tỉnh Lai Châu, tuy nhiên nhiều bản ở vùng sâu của xã đặc biệt khó khăn, người dân vẫn chưa thể có niềm vui từ ánh sáng điện lưới. Phản ánh của phóng viên tại xã Tủa Xín Trải, huyện Sinh Hồ, nơi vẫn còn 9 trên 11 bản chưa có điện lưới quốc gia. Sử dụng những tấm pin năng lượng mặt trời trước bình ắc quy chính là cách từ nhiều năm nay người dân ở bản Pu Chi Phì vẫn sử dụng để thắp sáng. Nhưng bản này lại có đến 18 trên 35 hộ nghèo thì việc mua được những thiết bị trên ở bản chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mong muốn lớn nhất của bà con dân bản nơi đây là có ánh sáng của điện lưới quốc gia. Trong bản này thì rất khó khăn về điện, xong là đề nghị bao nhiêu lần rồi nhưng mà bảo là năm này làm điện, xong rồi lại bảo là năm kia làm. Đến bây giờ thì bà con trong bản này rất mong ước là nhà nước tạo điều kiện làm điện cho bà con trong này. Thì Tủa Xín Trải là một trong những xã vùng cao đặc biệt khó khăn và xa xôi nhất của huyện Sìn Hồ. Hiện xã này có tới 9 bản vẫn chưa có điện lưới quốc gia. Đa số các bản này điều kiện giao thông đi lại còn gặp nhiều khó khăn. Một số bản dân cư sống không tập trung nên việc thực hiện đưa điện lưới quốc gia đến bản thực sự rất khó khăn. Không có điện lưới quốc gia đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác xóa đói giảm nghèo và thực hiện các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Hiện nay đối với xã này có 9 bản, trên 11 bản chưa có điện lưới quốc gia. Còn nước sinh hoạt các bản thì nó thiếu chẳng chậm. Như cái mùa khô này thì nước không đảm bảo cho bà con nhân dân chưa nói về tưới tiêu. Hay rồi là trong thời gian tới thì cũng rất là mong là được đảng nhà nước quan tâm cứu điện cho các bản còn lại. Hiện nay mình không có điện thì nó rất là khó khăn. Cái thứ nhất là thắp sáng cho bà con. Hay rồi là hiểu biết tuyên truyền các chính sách thì cũng rất là gặp nhiều khó khăn vì không có điện cho nên là công tác tuyên truyền nó cũng còn gặp nhiều khó khăn đối với bà con nhân dân. Không tivi, không sử dụng các thiết bị hiện đại mà được thay thế bằng những chiếc đài sử dụng pin, những chiếc bình ắc quy. Người dân chín bản của xã Tủa Xín Trải nói riêng và nhiều bản vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Lai Châu rất cần được các cấp thẩm quyền đưa ánh sáng điện lưới quốc gia về để thay đổi diện mạo, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo bền vững. Theo đại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam VNA, từ ngày 27 tháng 5 năm 2021, đơn vị sẽ tăng thêm nhiều chuyến tàu nhằm phục vụ nhu cầu của người dân dịp cao điểm hè 2021. Theo đó, VNA sẽ triển khai chạy thêm hàng ngày tàu Thống Nhất và tàu khu đoạn tuyến Bắc Nam dịp hè 2021. Cụ thể, chặng Hà Nội-Sài Gòn chạy thêm đôi tàu SE1, SE2, nâng tổng số đôi tàu chạy trên tuyến này lên 4 đôi trên một ngày. Chạy lại tàu khu đoạn QB1, QB2 giữa Hà Nội Đồng Hới và chặng Sài Gòn-Nha Trang. Chạy thêm đôi tàu SNT3, SNT4, chặng Sài Gòn-Quảng Ngãi. Chạy thêm đôi tàu SE25, SE26, đồng thời tái lập tàu khu đoạn SNQ1, SNQ2, chặng Sài Gòn-Quy Nhơn. Tổng Công ty Đường sắt sẽ tung gói vé khuyến mại giảm giá tới 40% với tàu Thống Nhất, giảm giá vé từ 20 đến 40% cho khách mua vé sớm trước 20 ngày tàu chạy. 4 tháng đầu năm 2021, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2020, tăng cao nhất trong 4 năm qua và tăng ở tất cả các ngành kinh tế. Chỉ tính riêng trong tháng 4 năm 2021, cả nước có gần 14,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới. Như vậy, tính chung 4 tháng đầu năm 2021, cả nước có gần 44,2 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng cao nhất trong các năm 2017-2020 với số vốn đăng ký tăng 41%. Đây là những tín hiệu tích cực về triển vọng phát triển doanh nghiệp trong thời gian tới. Tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, vượt lên đau thương mất mát gần 40 hộ đồng bào Mơ Nông ở làng Ông Đề, xã Tắc Phát giờ đã có cuộc sống mới ở một ngôi làng mới mang tên Bằng La,
nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, doanh nghiệp và của cả cộng đồng. Trong ngôi nhà còn thơm mùi vôi, bữa cơm của gia đình anh Hồ Văn Nhất giờ đã có rau, có thịt. Không chỉ anh Nhất mà người dân làng Bằng La giờ đã thật sự no cái bụng và ấm cái thân trong ngôi nhà mới, ở ngôi làng mới. Bây giờ là hiện tại là được sự quan tâm của Đảng, như Nhà nước, là chính quyền địa phương làm cho cái nhà để ở. Thì rất cảm ơn chính quyền và địa phương này. 6 tháng trước, Trà Leng chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề về người và tài sản do sạt lở đất gây ra. Vậy mà giờ đây tất cả đã thay đổi. 39 ngôi nhà sàn xây kiên cố theo đúng phong tục tập quán của đồng bào Mơ Nông đã được hoàn thành, cùng đường bê tông hiệu bộ, điện thắp sáng, nước sạch, nhà sinh hoạt cộng đồng. Nếu không có Đảng, chính quyền, nhà nước, chúng tôi còn khó khăn, cũng chết đói nữa, để hỗ trợ rất nhiều, nước đầu tư rất nhiều, gạo thóc không cho dân đói, dân nghèo, có để dân được ổn định cái đời sống, cuộc sống của nhân dân ở đây, đây cũng có cái nhà cái điện đài, nhà hảo tâm bây giờ đã cắt cái nhà nhà hảo tâm, mình cũng hỗ trợ nhiều. Một sự hồi sinh mạnh mẽ nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng tinh thần sẻ chia của đồng bào cả nước, sự đoàn kết đồng lòng của người dân Mơ Nông ở huyện vùng cao Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Sở cũng đảm bảo các quyền lợi của bà con khi về sinh sống tại trại dân thì vẫn được hưởng những quyền lợi theo chính sách Đảng, Nhà nước, và sở cũng tiếp tục quan tâm để hỗ trợ cho bà con trong thời gian đấy. Chính vì vậy thì bà con dần dần đã đồng thuận chủ trương của chính quyền. Đặc biệt là giai đoạn trước Tết âm lịch vừa qua thì phía điện lực cũng đã tập trung rất là nhiều công giúp cho cái công trình sớm đóng điện, cấp điện cho nhân dân trước Tết âm lịch vừa rồi. Trong thời gian tới thì việc tham gia kiểm tra, chăm sóc, bảo dưỡng thường xuyên lưới điện ở đây được điện lực Nam Trà My rất quan tâm để giúp cho lưới điện vận hành ổn định, an toàn, giúp cho bà con có cái nguồn điện đảm bảo được cái sinh hoạt. Đau thương mất mát đã lùi xa, cuộc sống mới an bình đã thật sự trở lại với hàng trăm bà con Mơ Nông nơi đây. Phát biểu tại lễ khánh thành khu dân cư Bằng La vừa qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đặc biệt lưu ý Đảng bộ, chính quyền huyện Nam Trà My cần hỗ trợ bố trí đất sản xuất cho nhân dân, đẩy mạnh di rời, sắp xếp khu dân cư cho phù hợp. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị bà con ở khu dân cư Bằng La vượt qua nỗi đau, đoàn kết, giúp đỡ nhau, tập trung sản xuất, phát triển kinh tế gia đình và nhất là vẫn phải giữ gìn bản sắc văn hóa của các đồng bào dân tộc. Thực hiện chương trình di dân tái định cư thủy điện Lai Châu đã giúp huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu quy hoạch xây dựng lại hệ thống cơ sở hạ tầng khu vực dân cư, thị trấn khá khang trang đồng bộ, đời sống của người dân đã có nhiều thay đổi. Tuy nhiên sau khi thủy điện Lai Châu tích nước, phát điện, mực nước đạt cốt ngập 295 kết hợp với việc tàu thuyền đi lại đã gây hiện tượng sạt lở, làm sụt lún đất, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân ở khu phố 9-10 thuộc thị trấn Mường Tè. Gia đình ông Lò Văn Bình, khu 10 thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè là một trong những hộ chịu ảnh hưởng nặng do mực nước thủy điện Lai Châu dâng lên cốt ngập 295 kết hợp với sóng dành đã làm sạt lở đất, xuất hiện nhiều vết nứt ở sân, nhà bếp, hệ thống tường rào. Mặc dù đã sửa chữa nhưng chỉ được một thời gian ngắn thì lại tiếp tục bị hư hỏng. Đặc biệt riêng gian nhà bếp đã bị nghiêng về phía bờ sông khiến gia đình ông luôn sống trong cảnh bất an. Từ ngày thủy điện dâng đắp đập dâng lòng hồ lên là có ảnh hưởng đến cái khu hiện giờ nhà tôi đang ở, là có hiện giờ là có vết nứt và cái nhà của tôi phía sau này là cũng bị nghiêng. Theo thống kê, thị trấn Mường Tè hiện có 17 hộ bị ảnh hưởng, nhiều hộ bị nứt toàn bộ tường rào, tường nhà bếp, nhà ở và công trình phụ. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Mường Tè cho biết hiện tượng này đã bắt đầu diễn ra cách đây khoảng 5 năm. Để khắc phục tình trạng này, ổn định tâm lý cho người dân, huyện đã lên phương án xây dựng hệ thống kè chống xói mòn đất, bảo vệ khu dân cư số 9 và số 10, thị trấn Mường Tè. Tuy nhiên, do Thủy điện Lai Châu trong thời gian vừa qua, mực nước luôn ở cốt ngập cao nên chưa thể thực hiện được. Huyện cũng đã đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh để có các cái giải pháp xử lý, hỗ trợ và có các cái phương án để giúp cho bà con nhân dân khôi phục lại. Nhưng mà do cái nguồn vốn tái định cư đến giờ phút này là nó hết giai đoạn
Cho nên là tới đây thì trên cái cơ sở mà bị ảnh hưởng thực tế như thế thì huyện cũng đã có văn bản tiếp tục đề nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh tìm các cái nguồn vốn để bố trí thực hiện cái kè khu dân cư này cho bà con nhân dân từ khu 10 đến khu 9. Những vết nứt ngày một lớn theo thời gian, một số nhà bị nghiêng tường, đó là thực trạng đang diễn ra tại khu dân cư số 9, số 10 của thị trấn Mường Tè. Thực trạng này đã gây ra lo lắng, tâm lý bất an của người dân trong nhiều năm qua. Vì vậy, đề nghị các cấp, các ngành địa phương cần sớm có phương án khảo sát để đưa ra giải pháp khắc phục xử lý kịp thời, đảm bảo cuộc sống cho nhân dân. Đình làng nhưng được thay bằng cổng sắt kiểu biệt thự châu Âu. Đó là câu chuyện diễn ra mới đây ở đình làng cổ Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Nội. Sự việc sau đó đã được báo cáo từ cơ quan chức năng là từ nguồn xã hội hóa do người dân cung tiến. Nhìn cánh cổng như thế này, người ta sẽ nghĩ đó là biệt thự mang dáng vẻ kiến trúc châu Âu nhiều hơn là một ngôi đình làng Bắc Bộ đã có tuổi đời hơn 100 năm. Bức ảnh được xuất hiện trên fanpage của một nhóm nghiên cứu về đình làng Việt. Sự việc sau đó được báo cáo lên Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội là từ nguồn xã hội hóa do cộng đồng đóng góp. Câu chuyện của di tích đình Tây Đằng chỉ là một trong nhiều câu chuyện xảy ra gần đây về việc cá nhân tổ chức khi cung tiến tu bổ di tích, nhưng vô tình dẫn đến việc di tích bị biến dạng hư hại và mất đi giá trị ban đầu. Theo tiến sĩ Trương Quốc Bình, nguyên phó cục trưởng Cục Di sản, nhà nước luôn khuyến khích cá nhân tổ chức đóng góp cho công tác bảo tồn di sản. Bất kỳ người tặng nào cũng muốn hiện vật của mình được sử dụng hiệu quả cho di tích. Thế nhưng nếu nhìn cánh cổng của đình sau khi được tháo dỡ năm phủ bạt như thế này, chắc hẳn cá nhân hay tổ chức đã cung tiến cũng không khỏi buồn và chạnh lòng. Song đó cũng là lời nhắc nhở cho mỗi người, hãy tìm hiểu trước về di sản trước mỗi quyết định cung tiến. Có những di tích may mắn được trả về nguyên trạng sau khi di dời hiện vật cung tiến không phù hợp. Nhưng cũng có những di tích di sản có tuổi đời hàng trăm năm đã vĩnh viễn bị mất đi giá trị nguyên bản vì những sai sót trong tu bổ sửa chữa do hiện vật cung tiến không phù hợp. Cung tiến là việc làm tốt, nhưng nếu việc cung tiến làm biến dạng di tích thì đó là một sự hủy hoại, xâm phạm giá trị lịch sử văn hóa, gây thiệt hại không thể đong đếm được. Ở Việt Nam cũng có phong lá đỏ. Thông tin này chắc chắn sẽ có rất nhiều người ngạc nhiên, nhưng đó lại là thực tế mà lâu nay nhiều người không biết. Chỉ khác rằng tên gọi của nó không phải là cây phong mà là cây sau sau. Loại cây này là cây bản địa của Việt Nam rất quen thuộc với người dân ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Vài năm gần đây, cây được chuyển về Hà Nội trồng với số lượng không nhiều và sinh trưởng tốt. Tuy nhiên, người dân Hà Nội lại nghĩ rằng đó là cây phong có nguồn gốc châu Âu. Để phân biệt giữa cây sau sau và cây phong, người ta thường dựa vào thùy lá. Lá sau sau xẻ thành 3 thùy, còn lá phong có 5 đến 6 thùy. Cây sau sau được trồng nhiều ở các tỉnh miền núi phía Bắc và lá non của cây thường được người dân ở đó sử dụng để ăn kèm với nhiều món ăn đặc trưng. Nhưng khi được đưa về Hà Nội, cây lại trở nên lạ lẫm với người dân thủ đô. Cây sau sau hiện được trồng nhiều tại một số công viên, khu đô thị tại Hà Nội, nhưng nhiều nhất là tại khu vực xung quanh Đại sứ quán Hàn Quốc, quận Bắc Từ Liêm. Do đó, càng nhiều người cho rằng cây có nguồn gốc ở nước ngoài. Theo các chuyên gia, cây sau sau là cây nhiệt đới của Việt Nam và có đặc điểm tự nhiên là tái sinh rất mạnh. Vì vậy, dù được phân bố nhiều ở các tỉnh miền núi, nhưng khi đưa về Hà Nội, cây đã thích nghi rất tốt. Cái người mà đưa ra ý tưởng đưa cây sau sau này trồng về trồng trên đường phố Hà Nội này thì đấy là tuyệt vời. Khi mà trồng các cây sau sau này trên một cái đường phố rộng như này rồi và nó đã sống, nó phát triển rất tốt như này rồi thì chứng tỏ một điều gì? Là cây sau sau này là có thể trụ lại được trên đất Hà Nội. Hồi tháng trước, thành phố Hà Nội đã phải di dời những hàng cây phong được nhập khẩu từ nước ngoài về trồng trên hai tuyến đường Trần Duy Hưng và Nguyễn Chí Thanh vì phần nhiều cây đã chết và sinh trưởng kém do không hợp điều kiện khí hậu. Đến nay, thành phố Hà Nội đã chọn được cây trồng thay thế là cây bàng Đài Loan. Nhưng giờ đây, chúng ta vẫn có thể tự hào rằng Việt Nam cũng có loại cây bản địa sinh trưởng tốt, cho lá đẹp vào mùa thu, không kém gì những cây lá phong. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.